Trong đêm, hai nhóm thanh niên cầm dao phóng lợn hỗn chiến trên phố Đà Nẵng. Lực lượng công an Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ hai nhóm thanh niên cầm mã tấu, dao phóng lợn hỗn chiến trên đường phố Đà Nẵng trong đêm. Tối mùng 7 tháng 3, tổ công tác 911, công an thành phố Đà Nẵng phát hiện bắt giữ nhóm thanh niên sử dụng mã tấu, dao phóng lợn hỗn chiến trên tuyến đường Hải Phòng Võ Văn Tần, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, gây mất an TT, trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, vào khoảng 22 giờ, trong khi tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường, tổ công tác 911 phát hiện 6 đối tượng đi trên 3 chiếc xe máy chạy với tốc độ cao trên tuyến đường Hùng Vương, Ông Ích Khiêm. Đáng nói, 3 chiếc xe máy này đều bị các đối tượng lấy khẩu trang y tế che lấp biển kiểm soát. Các đối tượng ngồi trên xe đều cầm theo mã tấu, dao phóng lớn. Khi đến đường Hải Phòng, nhóm đối tượng này chuẩn bị lao vào hỗn chiến với một nhóm thanh niên khách thì lực lượng tổ công tác 911 áp sát, khống chế và đưa về trụ sở công an phường Chính Gián. Tại cơ quan công an, Lê Thanh Anh Huy, sinh năm 2001, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng khai nhận. Vào khoảng 20 giờ 30 phút, đối tượng và Nguyễn Phi Hoàng, sinh năm 2003, trú phường Tân Chánh, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đang ngồi uống nước trên đường Lê Duẩn, thì Phạm Long, sinh năm 2005 và Hiệu đến nói vừa bị một nhóm thanh niên đuổi đánh. Ngay sau đó, Huy, Hoàng, Long, Hiền rủ thêm Vương, Thắng đi tìm nhóm thanh niên để tính sổ. Khi đi đến đường Hải Phòng Võ Văn Tần, phát hiện nhóm thanh niên, nhóm Huy chuẩn bị cầm mã tấu, dao phóng lợn lao vào hỗn chiến thì bị lực lượng 911 phát hiện, bắt giữ. Công an phường Chính Gián, quận Hải Châu cho biết, hiện lực lượng lượng công an đang tiếp tục truy tìm các đối tượng trong hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố để xử lý theo quy định pháp luật.